Chỉ trong khoảng vài giây thì các đối tượng xấu đã lấy đi nhiều nữ trang có giá trị của tiệm vàng Kim Mạnh Hùng nằm ngay trong trung tâm thương mại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chủ nhân của tiệm vàng còn không kịp nhận dạng đối tượng. Một số người chứng kiến cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 4, hai thanh niên đi xe quay không biển số, một tên đứng ngoài, người còn lại cầm búa, chạy vào đập vỡ tủ kính của tiệm vàng, lấy đi một số nữ trang, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng đồng bọn chờ sẵn. Camera tiệm vàng ghi nhận, từ lúc tên cướp đập kính đến khi lấy vàng bỏ chạy chừng 5 giây. Theo chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Văn Hùng, khi phát hiện sự việc, anh đuổi theo tên cướp nhưng hắn vung búa, hăm dọa tấn công. Khoảng 5-6 cây vàng bị cướp, trong đó phần lớn là dây chuyền.